Anh tức lắm. Anh đâu phải thằng đàn ông bất lực đâu. Hôm nay nhất định anh sẽ ghi bàn. Bộ đá banh hay sao mà ghi bàn? Ban ngày má hành em, tối lại tới phiên anh. Mặt anh nhìn ghê quá à. Em mà không sinh cho anh một đứa con lót đường, má sẽ cưới vợ bé cho anh cho mà con. Thấy chưa, mới đó mà linh nghiệm rồi, mời tôi đi thỉnh nữa. Ê bà kia, ông Lý đâu? Không biết. Ông Lý là gì của bà nói không biết? Mày ăn nói với người lớn như vậy hả Mi Lệ? Xin lỗi chị. Ông nên dạy con ông từ nhỏ. Cái thói mất dạy nhiễm vô óc nó gần 20 năm rồi, làm sao sửa được? Bà nói ai mất dạy đó? Đương nhiên tôi không nói cha cô. Bà đừng chấp nó. Tôi đến để đặt cọc mua miếng đất. Xin lỗi, miếng đất đó tôi không bán cho ông. Anh Lý đã hứa bán cho tôi. Hôm qua anh hẹn tôi tới chồng tiền. Ổng đi vắng rồi. Bà có thể cho chúng tôi vô nhà chờ không? Chắc là không. Trước khi đi, ổng có dặn là không cho bất cứ kẻ lạ mặt nào vô nhà. Lát nữa chồng tiền xong, nhà này đã thuộc về nhà tôi rồi. Lúc đó, kẻ lạ mặt chính là bà đó. Đợi lúc nào chuyện đó xảy ra rồi cô hãy nói. Ông hẹn tụi tôi đến đây, rồi lại bỏ đi đâu để bà vợ đối xử kiểu mọi rợ với chúng tôi vậy hả? Tụi tôi bỏ vàng ra mua nhà, chứ có phải đi xin đâu mà bắt chờ cả tiếng đồng hồ vậy hả? Ông bán nhà cho thằng này rồi hả? Sao kỳ vậy? Đầu ông có hai thứ tóc rồi mà ông lật lọng vậy? Bán cho tụi mày, ông mới lật lọng đó. Dạ con chào thím. Sao cậu Phúc, giấy tờ xong rồi hả? Con chở chú Lý lên xã quận lăn tay đóng mộc. Tuần lễ sau là có giấy sang tên chủ quyền nhà đất rồi. Đáng lẽ về trễ hơn, nhưng cũng nhờ quen biết với mấy ông trên quận nên đầu xuôi đuôi lọt đó thím. Anh giải thích với tôi sao đây anh Lý? Chuyện này tôi... Có gì đâu giải thích. Cậu Phúc đặt cọc trước thì chúng tôi phải giữ uy tín chứ sao. Bán cho ông được thêm 20-30 lượng vàng. Nhưng mà vợ chồng tôi không có phước hưởng. Miếng đất này thiêng lắm, chỉ có người tốt mới mua được. Còn những đứa tiểu nhân lòng dạ rắn rít thì không mua được miếng đất rộng như vậy đâu. Chỉ cần 3 thước đất là đủ cho họ rồi. Ôi, bà này, bà nấu cơm vừa nói nhiều quá vậy. Tôi quên nữa, cơm nước xong rồi. Sẵn mời cậu Phúc vô ăn cơm với vợ chồng tôi cho thân mật. Dạ. Chị Dương, chị Dương, chị Dương ơi. Ủa, thằng Tây hả? Em chứ ai. Mày kiếm tao có chuyện gì? Em có chuyện muốn nhờ chị. Tao có dính dáng gì tới chuyện của mày đâu mà mày nhờ. Thì dính tới người khác. Mày nói lẹ đi, tao còn đi làm công chuyện. Em muốn nhờ chị nói với Ngọc. Ngọc, vợ thằng Lợi hả? Dạ, em có chuyện cần nói với nó. Cái đầu mày toàn là chuyện bậy bạ không à. Bữa trước thằng Lợi nó dập được những tin đồn về mày với con Ngọc. Bây giờ mày muốn lôi ra làm gì? Nhưng em muốn cho Ngọc có bằng chứng. Mày ơi, tao không hiểu nổi mày nữa. Em nói thiệt mà, em tin đứa con đó là của... Im đi, tao không tin cái thằng mất dạy như mày. Em công nhận em là thằng mất dạy thiệt. Con Ngọc, chị hãy nói với nó những gì đã thấy. Thằng khốn nạn, mày ra khỏi nhà tao. Thiếp tư, lạy trời lạy Phật, quan thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mày làm gì như bị ma đuổi vậy Dương? Có ma, có quỷ thiệt. Nó muốn hại con Ngọc. Ai? Ai muốn hại cháu tôi? Con không hiểu nó là người hay là thú nữa, mà dám bày cái trò đó để làm nhục con Ngọc. Hả? Con trễ 2 ngày rồi hả con? Bữa nay có lại rồi má à.
Trời đất quỷ thần ơi, đứa đáng ra phải đẻ con thì cái bụng có xẹp lép, còn đứa không cần đẻ thì cái bụng có phình to à. Con với thằng Phúc ăn ở kiểu gì vậy? Không được đâu, mai mới phải rước thầy cúng. Đừng kêu thầy cúng, anh Phúc không đồng ý đâu má. Nó dám không đồng ý hả? Ê, Phúc, Phúc, má mày chờ mày lâu lắm rồi, nóng ruột quá, má kêu tao đi kiếm mày nè. Thằng Sinh với thằng Lợi đâu mà má con nhờ thím? Nghe thầy cúng tới, tụi nó bỏ chạy hết rồi. Con nhớ bữa nay đâu phải ngày giỗ của ba con. Má mày kêu thầy cúng về tụng, để vợ chồng mày mau có con. Trời đất, mày đi đâu đó? Con qua lầu bên kia. Mày không về cứu, má mày chửi nữa đó. Anh phải làm cho kỹ, không thôi là cách không có nhận hàng. Dạ. Phải đưa thợ mới làm được không Sinh? Cũng được, nhưng phải dạy thêm nhiều. Vậy là đỡ lo rồi. Nhà mới thợ lập tới đâu rồi Phúc? Mấy bữa nữa là xong. Mày kể nhà chưa? Vừa nghe tiếng chập chả nhức đầu tao mới chạy qua đây nè. Thím cúng gì mà rước thầy tụng? Nói ra xấu hổ. Thấy tụi tao chưa có con, má tao bài đủ trò, tao làm việc mệt, gặp chuyện muốn xỉu luôn. Hai đứa lấy nhau 6-7 tháng trời, muốn có con mà không có được, vậy là lỗi của mày. Lỗi gì mà lỗi, chừng nào trời cho mới có chứ. Bộ mày tính để ông trời làm chồng thay mày hả? Tụi nó có thể làm được những điều bỉ ổi như vậy để làm hại một đứa con gái à? Thằng Tây bây giờ nó là lính quốc gia rồi, tao nghĩ nó làm như vậy để hạ uy tín của một gia đình Việt Cộng đó. Trời Phật ơi, con Ngọc nó có tội tình gì đâu chứ. Dì Dượng cứ yên tâm, để con giải quyết vụ này. Con chào dì Dượng. Chị Dương ơi, chị Dương. Chị Dương ơi. Ai vậy? Tôi, Sáu đây. Chào chị. Có chuyện gì không mà anh tới tìm tôi giờ này? Có. Vô đi. Tôi muốn nhờ chị tới gặp thằng Tài. Không thể để nó bày cách hại con Ngọc nữa. Rồi, anh nghĩ cách nào đi, tôi sẽ làm theo. Bà Phấn. Cái gì? Từ dưới quê lên ngồi chưa nóng ghế, định đi đánh bài nữa phải không? Ai nói với ông là tôi đi đánh bài? Vậy cho bà đi đâu? Tôi tới Lò Gốm thăm con gái. Bà thăm con Thủy Trúc hay là thăm túi tiền thằng con rể? Tôi cấm bà lần này không được làm dung tôi nữa nghe. Lần này mà bà gây nợ thì bà tự gánh đấy. Nè, lâu ngày tôi không gặp con gái, tôi nhớ thì tôi đi thăm, sao ông nặng nhẹ với tôi chứ? Cái mặt tôi chưa biến thành đá mà. Ủa, nó về kìa. Con có chồng gì thấy con khỏe hẳn ra. Dì về hồi nào? Về hôm qua. Dì định đi đâu mà sửa soạn vậy? Dì tính tới thăm con, nhưng chưa kịp thì con đã về. Vô đi con. Con thưa ba. Ba, ba khỏe không? Cũng khỏe. Còn con, bộ dân chồng hay sao mà khăn gói về đây vậy? Dạ không phải, đây là quà bên má chồng con gửi cho ba. Và dì. Chồng con đâu, sao không chở con về để con đi một mình vậy? Ảnh đang coi công việc ở nhà xưởng, công việc đầy cả hai vai ảnh ba. Nó xây nhà xưởng ở đâu? Ảnh mới mua miếng đất lớn để mở rộng việc làm ăn. Trời ơi, chồng con khá dữ vậy sao? Nói thiệt cái gì nghe đi, tiền bạc nó có đưa con giữ không? Dạ, con không có giữ đâu dì. Sao ngu vậy? Phải nắm đằng cán, phải biết phòng xa. Con phải tìm cách giữ tiền. Mặt bà chưa biến thành đá, nhưng bà mở miệng ra, tôi ngửi thấy mùi tiền không. Tôi phải giải khôn cho nó, rủ tụi nó bỏ nhau. Không lẽ con Thủy Trúc đi ra tay không hả? Vợ chồng con đang rất hạnh phúc, dì đừng nghĩ chuyện không đâu. Chuyện vợ chồng khó nói trước lắm con gái à. Bà đừng nghĩ ai cũng như bà. Đánh bài gây nợ rồi trốn đi, để nợ tôi trả, suýt chút nữa không còn cái quần xà lõn mặt. Nói chuyện với ông mệt quá. Bộ có chuyện gì muốn nói với ba hả? Dạ phải. Chuyện gì khó nói mà ấp úng vậy con?
Má chồng con... Bà bạc đãi, đối xử không tốt với con hả? Dạ không có. Ngược lại, má chồng cũng rất quan tâm tới con. Vậy có gì để phàn nàn? Má chồng con nôn nóng, có cháu nội để ẵm bồng. Trời, tưởng chuyện gì thì ba chẳng nói với con. Ba đang chờ cháu ngoại để đùa giỡn hay sao? Nhưng tụi con không có kết quả. Nó không mặn mà với con hay bị làm sao? Ảnh rất thương con, mà cũng ghê lắm bà. Nhưng con không biết sao tụi con không dính. Má chồng con hết đi chùa thỉnh bùa về cho tụi con uống. Mới hôm qua lại kêu thầy cúng về tụng cả mấy tiếng đồng hồ. Ảnh cũng bắt đầu nôn nóng. Sao con không cho ba hay sớm? Vậy là ba có cách giúp tụi con rồi hả? Con đó, có chồng rồi quên hết ngày thuốc. Bắt mạch hốt thuốc, những bệnh thông thường thì con rành. Còn này thì... Thôi được, để ba hốt 3 thang thuốc cho chồng con uống. Bảo đảm trong thời gian ngắn cả nhà sẽ có tin vui. Thị Trúc ơi, ra sao gì nói chuyện này nè. Dạ. Sâm Cao Ly, Nhung Nai, Dâm Dương Quát, Thỏ Ti Tử. Dì hỏi con chuyện gì hay gì? Nói thiệt cho dì biết, ở bển con có dấu tiền xài riêng không? Hổm lại giấu được nhiêu rồi? Con cần mua gì thì nói chồng con đưa, chứ con không có dấu xài riêng. Chẳng lẽ 1-2 ngàn trong túi con cũng có hay sao? Con gửi gì? Thôi con giữ lại mà xài. Ở nhà dì nhớ nấu cơm đều cho ba con ăn. Nhớ nhắc ba con ngủ đúng giờ. Dì biết rồi. Hôm rày cô Mẫn sao rồi hả dì? Dì mới về hôm qua. Nghe ba con nói á, nó lên Chợ Lớn làm công cho cô họ con rồi. Bà hút xong cái thang thuốc rồi nè. Dạ. Lâu lâu mới về, nói chuyện chưa được 10 câu lại nóng lòng đi rồi sao? Ăn bữa cơm rồi hãy về con. Hôm nào vợ chồng con sẽ về thăm nhà cả ngày. Giờ con phải về, công việc ở bển nhiều lắm. Con đi nha dì. À. Thím ngủ. Ủa Dương, tao nhớ đâu có nợ nần gì mày đâu. Con có gì đâu mà dám cho thím nợ. Thằng Tày có nhà không thím? Ủa, mày để ý con trai tao hồi nào vậy? Nó thua mày tới một con giáp lận mà. Coi vậy chứ nó trẻ người non dạ lắm. Nó mà để ý tới đứa nào là đứa đó chết liền. Nó trẻ người chứ không non dạ đâu thím. Thời buổi bây giờ non nớt quá, ra đời dễ bị người ta ăn hiếp. Còn con thím thì ngược lại với người ta không à? Nè, mày đừng rổ tiếng ác cho con tao nha. Nó trong trắng như tờ giấy than nha. Vậy là thím biết con thím quá mà. Nè, chị Dương, chuyện tôi nhờ chị tới đâu rồi? Trời đất ơi, riết rồi có ai như mày lung linh lưu địa không biết nhà cửa cha mẹ gì hết hả Tày? Chuyện trong nhà có gì mới đóng cửa nói với con. Chị Dương, tao tới báo tin cho mày đây. Con Ngọc nó muốn gặp mày, hỏi kỹ về chuyện hôm trước đó. Rồi, tôi sẽ kể cho nó biết. Ừ, cho nó coi bằng chứng luôn chứ. Ừ, thích chị chịu. Mày đứng đây chờ một chút. Con Ngọc nó tới giờ. Buông ra. Cho tôi đóng cửa đó đó. Thả tôi ra. Mày mà còn phá hại bà con sớm ra, tha hiếp con Ngọc thì tao sẽ xử mày một cách không thương tiếc đó. Nghe chưa? Cây súng. Trả cây súng cho tôi. Trả cây súng lại đây. Còn ốm yếu quá, phải ăn đồ bổ nhiều một chút. Con tự gấp được rồi má.
Bữa nay vừa đồ ăn, sao mày không gấp cho vợ mày ăn hả Lợi? Em ăn tự biết gấp mà anh Phúc. Vợ em ăn ít, nhưng vẫn sống được mà. Ngọc cần phải ăn gấp đôi, vì không chỉ ăn cho mẹ, mà cần phải ăn cho đứa bé nữa. Có bầu á, nên ăn rau cải nhiều cho mát. Món của ông Phúc được cho con. Dạ, chiên cách thủy hơn 3 tiếng, con sắp sẵn trong kia rồi. Má để con đi lấy. Ăn đi. Phần của con đó Phúc. Cả nhà cùng chia ra ăn chứ, sao chỉ có mình con ăn vậy? Cật, tim heo gà ác, nấu với thập toàn đại bổ, thang thuốc này của ba vợ mày đó. Cái gì đủ thứ trong thố vậy? Có cả sâm, tàu biến. Trời ơi, bộ tưởng tôi yếu lắm hả? Mày chia với tao nghe lại. Tôi ăn bây giờ là thừa. Đợi Ngọc sanh xong, tôi sẽ ăn liền mấy thố. Để tao sớt bớt cho thằng Sinh. Nói Vinh Tăng Lượng biết xài vô đâu. Con phải ăn hết thố này mới được Phúc à. Ăn đi, sao ngồi nhìn cái thố. Cái món này là lạ mà cũng ngon đó chứ. Anh bị sao vậy anh Phúc? Anh thấy nóng từ bên trong, khó chịu quá. Hình như anh Phúc đang nhảy dựng trong phòng kìa. Nguyên nhân là do thuốc thập toàn này bổ phải không? Chứ còn gì nữa. Em tự nghĩ coi, những gì bổ nhất của cọp, của bò, của dê, cộng lại với một mớ xăm, thuốc bắc, dồn chống ăn, ổng không mọc thêm đuôi thêm chân mới là kỳ. Trời ơi, nóng quá, nóng quá. Trời ơi. Hình như bị sao á. Ê ông Phúc, ông làm trò gì vậy? Đêm hôm cứ quắt làm gì với cái tân vậy? Sao động quá xá? Cái thứ thuốc bổ đủ thứ đó nó hại tao. Ê, tao chịu hết nổi rồi. Rót cả miếng nước vậy. Ủa bị sao vậy? Nè, ông bị sao vậy hả? Má ơi má, chị hai ơi, Phúc bị sao nè? Trời ơi, Phúc ơi, con sao vậy đâu Phúc? Anh Phúc, anh đừng làm em sợ. Sao ta đông nổi vậy nè? Bị thuốc, anh chưa có hốt lũ thuốc không con? Con cũng không biết nữa. Ba con đưa thuốc làm sao, dặn con làm gì con làm vậy à? Chứ con không có rành. Không rành, sao mày dám nấu cho chồng mày ăn chứ? Con thấy nên đưa anh vô nhà thương. Ờ phải đó. Lợi, con lấy xe đưa anh con vô nhà thương để bác sĩ khám cho con Phúc. Chị hai, lấy quần áo cho anh thay đi. Con, ráng lên đi con. Dũng lên xe lại lên. Ôm chặt vô nha. Bình tĩnh đi chị, anh hai Phúc số mạng lớn, cho anh không sao đâu. Các vị thuốc anh uống quá mạnh, do anh bị cảm nên thuốc công phạt anh, cho nên tôi đã cho anh nôn tháo ra. Anh thấy đỡ chưa? Bớt nhiều rồi. Nếu không tôi đâu nằm yên trên giường nói chuyện với bác sĩ. Ai đã cho thuốc anh uống vậy? Ông dạy vợ và má tôi, vì nóng lòng muốn vợ chồng tôi có con, nên bày đủ trò hành vợ chồng tôi mấy tháng nay. Nhiều vị thuốc bỏ hợp lại, nhiều khi cũng trở thành thuốc độc.
cũng may là anh qua khỏi. Bác sĩ cho tôi hỏi. Anh hỏi đi. Tôi thấy chuyện chăn gối vợ chồng tôi rất tốt, nhưng không hiểu sao gần nửa năm nay vợ tôi vẫn không mang bầu được. Chưa hẳn là do anh, có thể là do ở phía vợ anh trục trặc gì đó. Tốt nhất là ngày mai cả hai vợ chồng cùng đi khám nghiệm trước, rồi sau đó chúng tôi mới tìm ra cách thích hợp để hướng dẫn cho anh chị. Thưa bác sĩ, bây giờ anh tôi về nhà được chưa? Coi gì đồ hoài với mày. Anh Phúc nên nằm ở đây hết đêm nay để coi thuốc có phản ứng phụ gì không. Lợi, về nhà nói với má với chị mày tao khỏe rồi, nếu không cả nhà lo quá mà sanh bệnh đó. Rồi, tôi về. Sáng mai tôi rước anh. Bác sĩ, lo anh tôi dùm nghe. Anh nằm nghỉ đi. Uống cái thuốc quỷ đó, người ta mà biết được chắc mắc cỡ chết. May mà anh hai có chị hai xả bớt, chứ anh mà uống thuốc đó chắc... Đừng có khùng nghe. Anh mà uống thuốc đó em không đưa đi nhà thương đâu. Mẹ em trói lại, lấy dây ngựa quất một hồi là giả thuốc à. Em cứ như vậy hoài, có chịu của anh là chồng em đâu. Em chấp nhận rồi mà. Nhưng thấy ghét quá à. Vật cản này không cho tao làm chồng của vợ tao. Không được ghét con nghe. Anh mà không thương con thì em... Đừng ra điều kiện. Anh đã thương em, anh không tính toán gì hết. Em vậy hoài. Nghe nói dự kiến ở Sài Gòn về rồi hả anh? Ủa, sao biết lẹ vậy? Thì có sao, người ta mới mong chứ. Ừ, về nói với ông bà già chuẩn bị đi nha. Chủ nhật này nhà anh qua hỏi đó. Nhớ nghe, không được hoãn nữa đó nghe. Giờ anh vô nhà thương thăm thằng Phúc, coi có bị sao không? Để em nhờ Thủy Trúc nói với bà nó hốt cho anh mấy thang thuốc dành cho từng trăng mật. Không chết anh đâu, mà chết em đó. Ủa, tao nghe mày nhảy cà tưng, bị nhốt ở khoa thần kinh. Tao tính thần kinh tao dữ lắm, tao có làm hại ai nên được thả về rồi. Thôi, hai ông rồi làm ăn đi nghe. Đừng có kiếm thuốc đó uống rồi làm loạn cái lò này lên. Xuống coi mấy mẫu mới ra lò đẹp không. Dương Dương, có nhà không Dương ơi? Dương Dương, xã trưởng nè. Dạ có. Có gì cộng đồng nào không? Không có. Có đơn tố cáo cô đồng lõi với cộng cướp vũ khí của lính quốc gia. Ông lập rồi. Tôi không lầm, nhưng tôi tới báo cho cô biết ngày mai cảnh sát quận xuống bắt cô đó. Tôi không. Cô có chịu được cực hình tra tấn của mấy ổng để cô nói không hoài không? Nhưng bằng chứng. Thằng tay con đó. Nhưng bằng chứng không phải là quan trọng. Khi người ta muốn khai thác cô, những chuyện lớn hơn chuyện mất một khẩu súng. Tại sao ông nói cho tôi biết những điều đó? Là để cô kịp trốn đi và báo cho các đồng chí của cô là xã trưởng không phải là người xấu và cũng có công với... Cảm ơn ông. Thôi, cho tôi gửi lời thăm mấy ổng nha. Nếu con không trốn đi được với mẹ con thì qua nhà chú ở. Thôi, chú nuôi. Dạ, cứ về đi. Để mẹ con tôi tính. Ờ, tôi về nghe. Xíu, chuẩn bị đi con. Con không tin ông này là người tốt. Lúc này má của mình không có việc phân vân đâu. Có thể dùng ý của ông ta không tốt, nhưng chắc chắn nếu má con mình ở lại sẽ không yên đâu. Đi đâu bây giờ má? Ý của bà là tốt thôi, nhưng ông già cứ nôn nóng không thua gì má. Xem chút xíu nữa là giết chết chồng em rồi. Em chưa từng thấy cảnh tượng nào như đêm trước. Em không còn biết gì nữa hết.
Nếu đêm đó anh đi luôn thì... Đừng nói gỡ, không có chuyện đó xảy ra. Nếu không, em sẽ không thiết gì đời này được. Đêm anh nằm trên giường bệnh, em biết anh liên tưởng cái gì không? Anh ôm lại những ngày thơ ấu, có ba má, có thằng Lợn, rồi những ngày học ở trường làng. Những kỷ niệm của tụi mình chỉ cách đây không lâu. Lần nào gặp em, nhìn em cười, bụng anh như hột xí ngầu bị lắc mạnh. Mình bị chia rẽ, bị ngăn cấm, rồi mình vượt qua được, đến với nhau, chung sống với nhau. Những hình ảnh đó cứ tràn ngập trong đầu, khiến anh thấy vui và nhẹ nhõm. Cái nóng không còn hành hạ nữa. Đêm đó em nằm mơ thấy ác mộng. Anh với em đang đi dạo, bất ngờ một đám ma quái tay cầm dao múa đuổi rượt tụi mình. Lúc đang chạy em bị giật té, anh cõng em băng qua vũng bùn. Dưới chân anh một con cá sấu to đang há miệng, hàm răng nhọn bắt. Em sợ quá la lớn không, rồi anh giật mình không nhắm mắt lại được. Nằm chim bao nhìn khôn vậy. Hồi đó đã có lúc anh cõng em qua nữa. Đêm qua anh lại lội bụng, cũng hên em giật mình đúng lúc. Nếu không anh đã bị cá sấu táp ít nhất một cái giò. Anh hỏi thiệt, sống bên anh em có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu em hỏi lại anh câu đó, anh trả lời sao? Có, rất nhiều em ạ. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi trong nhà mình có một đứa con gái chạy lon ton, miệng bập bẹ kêu má má. Là thằng con trai khỏe mạnh, luôn gọi ba ba chứ. Thì cả hai luôn. Em đừng lo, mình cứ làm theo lời bác sĩ dặn và cách thần sinh đọc trong sách. Anh tin là mình nhất định sẽ thành công. Nhớ. Má bỏ hết để ra đi, tay chân con lại như vậy, làm sao mà sống đi anh á? Má con mình không bị ông trời bắt chết thì làm gì cũng sống được con à. Có má, con được sợ gì hết. Con chỉ làm khổ má thôi. Đừng nghĩ vậy, con là niềm an ủi duy nhất của má. Còn chú ta, hoàn cảnh má con mình như vậy đều vô chú, làm chú thêm nặng gánh. Má không muốn. Con thấy chú thương má thương con thiệt lòng. Mà má con mình cũng làm mà ăn, chứ đâu có sốc pháp cho chú. Hay là... Không được, ở đây cảnh sát sẽ mò ra, chuyện sẽ phức tạp thêm, liên lụy đến nhiều người. Phải đi thôi con. Con đi, bác cũng vô nói với chú một tiếng để chú khỏi lo. Má sợ. Má sợ chú năn nỉ, giằng co rồi không đi được hả? Vậy bác cũng có lòng với chú chứ. Đời bác không may, gặp nhiều việc rắc rối, nặng lòng với ai, lỡ kéo thêm bất hạnh cho người ta, tội lắm. Thôi đi. Má lấy giùm con mấy cuốn tập vẽ. Anh thấy chỗ này sao? Chỉ cần sơn cho đẹp là được rồi. Dạ, tôi đang cho sơn nước hai. Ráng làm lẹ lên, tôi đã coi ngày dọn về nhà mới rồi đó. Chị để ý một chút là được thôi mà. Có chị là em đi xanh, đỡ phải lo sổ sách giấy tờ ở nhà. Ừ. Bia. Yeah. Sao vậy Ngọc? Tự nhiên em thấy đau nhói chỗ này. Yeah.
Mạch đập mạnh lắm, hình như Ngọc sắp tới ngày sanh đó. Tuần trước bác sĩ nói trong vòng tháng này. Sắp tới nơi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Sổ sách để chị làm cho. Mấy hôm nay em lại muốn làm việc nhiều hơn, mong đứa con sau này được siêng năng. Nhưng Ngọc kén ăn quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Lúc này người mẹ rất cần được bồi dưỡng. Thai nhi được bồi dưỡng đúng mức sẽ rất thông minh. Đêm nào anh Lợi cũng lục đục ra sau bếp khuấy cho em một ly sữa đầy. Không biết anh nghe ai nói uống sữa hột gà đứa con sẽ trắng da. Chú ba tánh tình coi vẻ cọc cằn nhưng rất nặng tình với Ngọc. Tôi cũng mừng cho thím. Chị bắt đầu ăn chua rồi hả? Có chưa? Ừ. Chúc mừng chị. Mà không, chúc mừng cả nhà mới đúng. Chị như trút được gánh nặng, từ nay mới mong được ngủ yên giấc với má. Lúc đó tôi với thím Lâm coi thầy bói không đúng, tôi liền dẫn con dâu tôi lên chùa cầu Quan Âm, kêu thầy cúng tớ, ai cũng nói tôi dị đoan. Bây giờ con dâu tôi có bầu rồi, lần này nó có bầu thiệt rồi. Thiệt vậy hả chị? Chắc chắn rồi mà. Mà nói gì vậy? Mày có tin vui, vợ mày có bầu rồi. Thiệt hả? Ừ. Chắc không? Ừ. Vợ tôi đâu? Ở trong kia kìa. Có thiệt hả em? Có thiệt kìa. Buông em ra đi, anh kỳ quá. Có ai đâu mà kỳ. Ngọc, xin lỗi. Ủa, thằng Lợi đâu rồi thứ ba? Anh Lợi đi giao hàng với anh Tài, chắc sắp về rồi. Một lát họp nha Ngọc. Có gì mới không anh Phúc? Sắp tới tỉnh có mở cuộc triển lãm gốm sứ. Lò mình đã nằm trong danh sách được chọn gửi những mặt hàng dự triển lãm. Mình rất cần những mẫu mã độc đáo để trình làng. Cho nên kỳ này Ngọc mệt nữa rồi. Ngọc sắp tới ngày sanh rồi, em thấy không nên thêm việc cho thím mấy nữa. Không sao đâu chị, ở không buồn lắm. Nghe tin có triển lãm gốm sứ ở tỉnh, bụng em hết đau luôn. Ủa, sắp giải qua vậy thím ba? Em tranh thủ lúc không có việc, tính may tả lót cho đứa nhỏ. Sao thím ba không đưa chị Dương Mai cho nó lẹ, để rảnh tay làm việc khác? Dạ. Cảm ơn em sắp cho anh được làm cha. Em phải cảm ơn anh sắp cho em làm mẹ mới đúng. Đừng tìm tôi. Mẹ kiếp, nó trốn rồi. Chị Dương ơi. Ngọc. Ủa, chị Dương có nhà không vậy? Con đã có liên quan tới thùng đại diệt cộng ở đây không? Không, nó là bạn gái của tôi ở xóm này. Ai là bạn của mày? Tôi tính là của mày đồ. Mày đồ cho con hả? Mày không phải hỏi cung tao. Khổ, bắt điều tra khảo coi. Đấy, nói chuyện ghét tôi thôi, chứ không có tội gì đâu. Cảm ơn mấy anh nha. Mày có chừng nha mày. Mày lại chỉ điểm hả Tài? Chuyện này dính với Ngọc đó. Tao cấm mày rêu ra chuyện tầm bậy gì tao. Tao mà nghe một lần nữa rồi. Tại sao Ngọc không tin đó là sự thật? Thằng khốn nè. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Đó có phải là con thằng Lợi thật không? Mày quan tâm tới chuyện đó làm gì? Vậy là không phải rồi. Tôi sẽ kể cho Ngọc nghe sự thật câu chuyện này. Ngọc phải tin tôi. Không, tao không muốn biết. Tao không muốn nghe chuyện gì từ một thằng khốn kiếp như mày. Ngọc, mày tránh ra. Nếu không tao tự dọn chết cả mẹ lẫn con cho mày thấy. Xin lỗi Ngọc. Cuộc đời nào kiếm nào tao tha thứ cho mày đâu. Ngọc.
Ngọc sao vậy? Ngọc, em sao vậy? Tự nhiên em thấy đau quá. Đau đẻ hả? Đến kêu má nghe. Không, em chỉ đau bụng thôi. Em mới đi đâu về hả? Dạ, em đi may đồ cho con. Ở bên chị Dương hả? Dạ, chị Dương mai. Vừa nhanh vừa rẻ lại vừa đẹp. Nhắc tới chị Dương là trúng khí anh Tài rồi. Hình như chị Dương bỏ nhà đi đâu rồi. Cái gì? Nhưng tại sao bỏ trốn? Em không biết nữa. Tại thấy cảnh sát tới đó. Trời ơi, biết tìm Dương ở đâu bây giờ? Lợi, anh phải hứa với Ngọc nha. Hứa gì em? Anh phải coi con em như con anh. Em không cần nhắc lại đâu. Để con xíu ở lại, tụi ấy nấy quá. Chị yên tâm đi, chuyện Tư đưa nó qua nhà bà con tôi huyện khác, không ai biết đâu. Nhưng đàn bà chân yếu tay mềm như tôi, anh đưa vô cứ liệu làm được gì? Tình hình ở trong lúc này cũng sôi động lắm, có rất nhiều công việc hậu cần, chị có thể làm được. Nè, thấy màu men mới làm sao? Đợt này em thấy men bóng hơn trước nhiều đến Phúc. Anh. Ồ, hai chú Hề và cái trống cơm, hay quá. Đây là ý kiến của ai vậy? Ngọc đang vẽ lại những tiết mục văn nghệ ở trường. Hồi đó em rất thích điệu múa trống cơm. Nhưng dáng người múa trống nhìn chưa đẹp. Lợi, mày đứng làm mẫu coi. Anh cũng đứng luôn đi, cho thành múa đôi. Anh Lợi, đứng nhích, đứng yên nhanh Phúc thời, kìa. Mệt quá. Ủa, sao giống bị phạt vậy nè? Làm việc nặng vậy mà dễ dàng hơn đứng làm kiểu múa mai như vậy. Mỏi tay thì để xuống bàn đi, ai bữa mấy anh tự bày tròn chi. Thưa má, thưa má. Khuya rồi tụi bay còn tụ tập đây làm gì? Vợ ơn Phúc. Dạ. Về nhà má có việc nhờ nè. Dạ, chờ con chút, con sắp xong rồi má. Trời ơi, có bầu không được đọc sách cầm viết. Về mau đi, có chuyện gấp lắm nè. Dạ. Ủa, Ngọc, em sao vậy? Ăn đi con, bột bắp nấu với sữa dưỡng thai tốt lắm á. Má kêu con về chỉ để ăn bột bắp hả? Sắp tới lò mình có mặt hàng triển lãm ở tỉnh, để con ra phụ anh Phúc một tay nha má. Ăn hết tô bột bắp rồi đi nghỉ sớm. Nhưng công việc là chuyện cả đời, muốn sanh con quý tử kể từ bây giờ con phải chăm sóc kỹ lưỡng. Ăn đi, sao ngồi đó nhìn. Con có bầu á nên cử đồ chiên như bánh tiêu, dầu cháo quẩy, chuối chiên. Không được ăn mít, ổi, cóc, các loại niêu ốc, hộp vịt lộn nữa. Đứa con á nó sẽ bị ghẻ chóc. Cánh ăn chè mè đen, nước tương, hắc xì dầu. Đứa nhỏ sanh ra nó sẽ giống cháu ông Ba Phách Tử đó. Em đã bụng hả? Có khi nào? Lấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lấy dầu sắc cho em tới nhà bảo sanh nhanh đi. Đau đau. Lợi, mày dìu thím ra ngoài mau đi. Tôi đâu có biết ba cái dù sinh đẻ gì đâu. Anh gọi má giùm đi. Rồi, để tôi kêu anh Tài lấy xe lam qua chở đã. Ráng lên em. Ráng đi em. Ráng gì đâu chút thôi. Má ơi, Ngọc chỉ bụng đẻ. Má đi với vợ chồng nó vô nhà bảo sanh mau đi. Nó chỉ bụng đẻ rồi hả? Dạ. Kêu Lợi chở nó tới nhà bảo sanh gần khu chợ. Để em đi. Đêm hôm khuya quắt vậy, con còn yếu lắm, không được đi. Thôi, em ở nhà với má, để anh qua nhờ thím Lâm. Đi đi con. Ăn tiếp đi con. Thím Lâm ơi, thím Lâm ơi, thím Lâm. Làm gì dừng xe trước cửa nhà bao vậy? Dạ, dạ, Lợi. Ủa, con Ngọc chú bụng đẻ hả? Dạ, dạ, má con không được khỏe. Thím thầy phụ vợ chồng thằng Lợi giùm con. Được rồi, chờ tao lấy thêm cái áo. Sao má không đi anh Phúc? Thì má phải nhà coi nhà chứ. Má coi bà vợ bầu quanh hơn con nhà đẻ của tôi. Thôi thôi, em đau quá. Để tao đi thế cho má mày. Có bà già mát tay mau miệng này á, tụi bay không có lo gì hết. Dạ cảm ơn. Trời ơi, sao anh hạ tôi đau quá.
Em đừng lên la nữa. Nghe em la mà đòi em quay như trong chóng nè, em biết không? Ráng cắn răng chịu đựng đi. Đi Ngọc. Đau cũng đẻ hằng khổ thì chứ. Tụi bay là đàn ông con trai, đâu có chịu cái nạn này mà biết đau của vợ mày. Đau á thì mày la lớn đi cho đã miệng, mày sẽ bớt đau. Ui da. Trời ơi. Sao mày bấu tay tao? Bả dây của Lợi kìa, mày bấu vô đi. Đó rồi, xuống xe kêu bác sĩ đi. Bác sĩ, mở cửa, mở cửa. Giờ tôi sắp sanh rồi. Trời ơi, nhà bỏ sanh mà đóng cửa kín mít vậy. Biết giờ này là mấy giờ không mà đập cửa rầm rầm không cho ai ngủ nghe gì hết trơn vậy? Trời đất, đẻ mà cũng phải đúng giờ quy định mới được đẻ sao? Làm ơn gọi bác sĩ giùm tôi đi. Bác sĩ gì ở đây? Vợ anh đẻ có ăn nhầm cái thứ tôi mà anh nhờ tôi gọi bác sĩ. Nhà bảo sanh mà bà nói không có bác sĩ mới lạ đó. Vợ tôi cần sanh, tôi mới tới đây chứ. Không lẽ tôi tới thăm bà hả? À, tôi hiểu rồi. Cậu biết chữ không? Biết, gì? Đọc đi, đọc đi. Hãn gia dị hậu sanh. Cậu muốn mua cà ri, ngủ dị hương hay sao tế? Không mua thì đi chỗ khác đi, tôi đóng cửa coi. Ờ, Phùng sao vừa mua sao tế? Anh Tài, đây là cơ sở sản xuất hậu xanh chứ phải nhà bảo xanh. Ai biết, tao nhìn tấm bảng thấy chữ xanh, tao tưởng là chỗ người ta đẻ. Trời ơi, anh làm tôi quên một cục à. Tôi khùng, thôi lẹ đi, vợ mày sắp xanh được kìa. Ai là chồng của cô Nguyễn Thị Ngọc? Tôi đây. Anh đúng là chồng của cô Ngọc hả? Phải. Giờ tôi sanh con trai hay con gái cô? Giờ anh khó sanh, bác sĩ cần gặp anh để hỏi ý kiến trước khi tiến hành ca mổ. Anh theo tôi. Để tôi về báo thông gì biết. Ừ. Anh là chồng cô Ngọc à? Anh có mang theo giấy tờ gì không? Giờ tôi ôm bụng kêu đau, tôi còn hồn dí đâu mà nhớ mang theo giấy tờ hả bác sĩ? Thôi được, giờ tôi phải mổ hả bác sĩ? Tại sao phải mổ? Anh phải chuẩn bị tinh thần. Không mổ là cả hai mẹ con đều nguy. Nếu mổ sẽ có ba kết quả. Một là đứa con mất giữ lại mạng sống cho mẹ. Hai là mẹ mất nhường lại sự sống cho con. Thứ ba là xác suất thấp nhất cả hai mẹ con đều cứu được. Mong bác sĩ hãy cứu lấy vợ con thôi. Anh phải hết sức bình tĩnh. Nhà bảo sanh có bác sĩ giỏi trên tỉnh về tham gia mổ và chịu trách nhiệm. Về phía anh phải ký vào tờ giấy cam kết này. Anh có thể ra ngoài phòng chờ đợi, chúng tôi sẽ tiến hành giải phẫu ngay. Chuyện gì vậy Lợi? Bác sĩ kêu con ký vô tờ giấy để họ mổ. Nếu không hai mẹ con cùng chết. Trời ơi, tụi tao hồi xưa ai cũng dễ sanh như là gà để trứng vậy, có biết mổ xẻ là gì đâu. Biết làm sao bây giờ? Tức là phút này quá. Đưa con người ta tới đây rồi bỏ nó đi về, không thấy đồng số các bạc nào hết. Rủi khi Ngọc bị gì con biết làm sao xoay sở. Cái miệng của mày ăn mắm ăn muối, đừng có nói gỡ. Nghe lời thím đi, cầu trời Phật thành tâm thì sẽ tai qua nạn khỏi. Ừ.